Nào giới thiệu rồi, tại sao chuối này bự vậy sư huynh? Nãy đầu quay chuối vậy đó, nãy nằm trong đầu. Chuối bự là có vút thuốc vô hả? Không có đâu, chuối này em thấy nó chín tự nhiên à. Ừ. Nó vàng lên từ từ, còn nếu mà ngâm thuốc là nó lên đều hết màu. Nay thôn đừng nghe. Có giấy á, có giấy trong bệnh viện khám rồi. Bán dừa, dừa này không biết con gì ăn được. Giờ em chuẩn bị đi sở thú em mua. Dừa này đem vô khỉ đâu ăn. Nó cắn nó mỏi răng luôn. Sao quấy tùm lum á.